Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng đoàn thể, quý vị Phật tử thân mến, kính thưa quý vị, tức là chúng ta nhìn một người ở bên ngoài hoặc là chúng ta nhìn về chính mình, thì cái người mà tu tập á, thì ở bên bề ngoài chúng ta thấy là qua cái hình dáng, qua cái hình tướng, qua cái cách cư xử, qua cách ăn nói, qua cách làm việc, qua cái cách phụng sự, qua cách lao động, qua cách tiếp xúc, qua biểu cảm, chúng ta biết được là người đó đang có tu tập. Như vậy thì về cái phương diện bên ngoài nó có hai cái. Thứ nhất là về cái hình tướng ở phía bên ngoài, ví dụ như quý thầy á, thì khác với cái cư sĩ là chỗ quý thầy có cạo tóc, còn cái người cư sĩ không có tóc, tức là để tóc. Nhưng mà có những người cư sĩ vẫn cạo tóc, ví dụ như mình có đá banh gì ông Ronaldo hay ông nào đó, mình thấy không, vẫn có cạo tóc. Rồi bây giờ mặc áo, ví dụ như là mình cái người tu sĩ mặc áo khác người cư sĩ. Người cư sĩ mặc áo quần tây, áo bông, áo này, áo kia, áo nọ. Còn cái người mà tu sĩ thì là họ mặc áo đơn giản hơn. Ví dụ như cái áo lễ thì có y hậu hoặc là quấn y, hoặc là áo ngắn thì có áo giặc hò, áo la hán, vân vân. Hoặc là những cái kiểu áo cách tân. Bây giờ người ta có những kiểu áo cách tân, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta vẫn biết đó là người ở một chùa tu tập. Có nghĩa là khác với hình tướng ngoài đời. Thường á là người ta không có mặc áo bông, áo một màu, áo sẫm màu, vân vân. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình nhìn cái người tu tập á, thì họ có cái quay nghi và cái tế hạnh. Quay nghi là cái gì? Tức đi, đứng, nằm, ngồi, có cái mực thước. Ví dụ như họ đi nhẹ nhàng, họ đứng nhẹ nhàng, họ nằm nhẹ nhàng, họ ngồi nhẹ nhàng. Khi tiếp xúc, cái lời ăn tiếng nói, ví dụ như cái người mà có tu tập á, quý vị, họ không có bao giờ là chửi rủa người ta, và họ không bao giờ nặng lời với người ta, như cái kiểu mà bình thường người ta gọi là chợ búa, thì nó không có như vậy, mà người ta từ tốn, ta biết kiểm soát. Tại sao là từ tốn? Có hai cái dạng. Một á, là người ta chứng đắc thì cái tâm từ bên trong ta toát ra bên ngoài. Cái thứ hai là người ta quá giải, người ta kiềm chế. Và ví dụ như á, người ta quá giải là cái này nó như vậy, nhưng mà bây giờ người ta quá giải nó thành một cái khác. Có nghĩa là tâm mình á, là tâm đang sân, người ta quá giải cho nó bớt cái sân xuống. Hoặc là tâm á, đang giận hờn, người ta quá giải cho bớt giận hờn xuống. Hoặc là tâm thù oán, người ta quá giải cho nó bớt cái thù oán xuống. Như vậy thì chính mình sẽ nhìn vào cho đó, mình mới thấy được là cái người người ta đang tu tập có hai cái. Một á, là họ chứng đắc. Cái thứ hai là họ đã quá giải được cái tâm đó, chứ không phải là họ chứng. Họ chưa chứng nhưng mà họ quá giải được. Rồi bây giờ cái thái độ cử chỉ ở phía ngoài, đó là những cái tế hạnh đó, tức là những cái thái độ cử chỉ phía bên ngoài. Chúng ta nhìn vào cái cử chỉ của họ, nó nghĩa là cái biểu cảm họ nó không có quá đáng. Ví dụ như bình thường á, mình nhăn mặt, nhăn mày, cong tay cong chân. Còn bây giờ á, quý vị làm tay cái nó không có quá đáng, có nghĩa là nó mực thước một cách bình thường. Đó là ở phía bên ngoài, mình thấy cái người đó, mình cho người đó là tu tập. Cái đó là cử chỉ phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa quý vị, mình thấy người tu tập là họ có công phu tu tập. Ví dụ như mình thấy họ thường xuyên ngồi niệm Phật. Ví dụ như là mình sáng thấy người ta tụng kinh, trưa thấy người ta tụng kinh, chiều thấy người ta tụng kinh, thì đó là người ta là có tu tập. Do có tu tập cho nên người ta mới có công phu. Nên là mình thấy là như ở chùa đi, người ta tu tập là sáng 4:30 hoặc giả là 4 giờ là người ta tụng kinh vào buổi sáng. Rồi trưa trưa 8 giờ người ta tụng buổi kinh sáng.
Rồi 10 giờ rưỡi người ta tụng cái buổi kinh trưa. Rồi tới 3 giờ rưỡi chiều tụng Mông Sơn Thí Thực, buổi kinh trưa thì gọi là kinh cúng ngọ. Rồi là chiều người ta mới tụng tới cái Mông Sơn Thí Thực. Rồi buổi tối người ta tụng một cái thời tịnh độ. Như vậy thì quý vị thấy là tụng kinh, qua cái tụng kinh thì người ta biết cái người đó đang cái tu tập. Cho nên quý vị là thấy cái hình dáng ở bên ngoài của họ và thấy cái hành động của họ. Hành động của họ tức là mình thấy là họ thường xuyên là tụng kinh, hoặc là mình nhìn ở phía bên ngoài là thấy họ lần chuỗi, có nghĩa là họ cầm cái sậu chuỗi lên, họ đi rồi họ lần. Họ lần đi tới lui, họ lần chuỗi, thì đó mình thấy là cái hình tướng bên ngoài, tức là người có đang tu á, phải không? Như vậy thì người đang tu tập, mình nhìn qua cái cử chỉ, cái lời nói, cái hành động, cái công phu tu tập thì biết cái người đó đang tu. Và tức là mình nói là người đó đang tu. Ở đây là quý vị hỏi là làm sao mình biết cái người đó là tu hay là không tu, phải không quý vị? Thì đó là người đang tu là gì đó. Còn người mà không có vậy thì mình nói là người không tu. Nhưng ở trong nhà Phật không phải là hoàn toàn như vậy đâu quý vị. Tại vì tu nó có hai cái dạng. Một cái dạng là ở trong tâm, một cái dạng là hình tướng ở bên ngoài. Hồi nãy giờ chúng ta đang nói tới cái hình tướng bên ngoài thôi. Tu hình tướng bên ngoài là thể hiện cho người ta thấy được những cái mà cái người tu thường hay làm như vậy, thì đó gọi là tu hình tướng bên ngoài. Còn mà tu ở bên trong á thì chỉ có người đó mới biết thôi, chứ người khác không có biết. Tức là người đó mới biết á là mình có tu hay không, chứ người khác không biết mình có tu hay không. Đó là tu ở phía bên trong. Nhưng cái gốc của tu hành á là gốc là nằm ở phía bên trong chứ không phải bên ngoài. Có nghĩa là cái người mà tu đạt được á là đạt được từ phía bên trong. Chứ còn mà đạt được ở phía bên ngoài đó chỉ được cái ngoài da thôi, chứ là nó không có cái đạt được cái kết quả. Tại vì sao? Tại vì tu á là mình muốn cho cái tâm mình nó hết khổ, muốn cho tâm mình giải thoát khỏi những sự ràng buộc. Cho nên nếu mà cái bên ngoài nó không có hoàn toàn làm cho tâm mình được giải thoát giác ngộ, làm cho tâm mình hết đau khổ, chỉ có thực sự ở trong tâm mình nhận thức, trong tâm mình hết phiền não, trong tâm mình á là được an ổn, trong tâm mình được thanh tịnh, thì lúc đó cái sự an vui, cái sự an lạc nó mới đến với mình. Dầu cho bây giờ ví dụ như á mình sớm sớm chiều chiều mình tụng kinh, rồi mình đi đứng rất là trang nghiêm đoan nghiêm, lời nói mực thước, nhưng trong lòng vẫn có đau khổ, là tại vì chúng ta chưa giải quyết được ở bên trong, mà mình chỉ có giải quyết được cái bên ngoài thôi. Quý vị, cho nên có cái câu á là tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Quý vị, nói vậy có nghĩa là gì? Là những người người ta tu tập mà người ta chỉ chú ý bên ngoài không, không có chú ý ở bên trong, thì người ta mới nói câu đó. Chứ không phải nói là tu bên ngoài là sai, là người đó không có đúng. Tu nó tu hai cái nơi, và tu trong và tu ngoài. Tại sao ta lại tu ngoài? Tu ngoài để ép cái tâm, tu trong để sửa cái tâm. Tu ngoài để ép cái tâm, tu trong để sửa cái tâm. Bây giờ ví dụ nè, đáng lẽ mình giở tay lên mình đánh người ta, nhưng mà bây giờ mình tu á là mình nhẫn nhục, mình đè cái tay mình lại, thì đó cũng là tu ngoài đó. Đến cái thái độ của mình là ôn hòa, thay vì mình chửi người ta, bây giờ mình dằn lại, mình không chửi người ta, tức là nhẫn nhục đó. Cái đó cũng gọi là tu ngoài. Nhưng mà tu ngoài để đè nén cái tâm phía bên trong, tu trong để hóa giải, tu ngoài để đè nén. Tức là đè nén chi? Để không cho nó dậy khởi. Đè nén để không cho nó lớn mạnh. Còn mà mình hóa giải để chi? Để nó mất đi, để nó giảm bớt, để nó giảm thiểu, để nó mất đi. Cái đó gọi là hóa giải. Cho nên đó, một người tu tập người ta chú ý hai nơi. Một nơi á, cái người ngoài ta biết được, và một nơi chính mình mới biết được.
Chứ có những người người ta cố chấp đó quý vị, người ta tu trong mà ta không có tu ngoài. Có nghĩa là bên ngoài á, nhằm khi người ta ăn nhậu thoải mái, người ta không có một cái chút gì gọi là người tu hết, nhưng bên trong người ta nói người ta tu tập à, quý vị. Cho nên á, là nhằm khi á, có nhiều người á, người ta coi phim, cái bộ phim Tế Điên Hòa Thượng á, gọi là Tế Công á, à, thấy á, là ngày á, là ăn thịt uống rượu, rồi ngày thoải mái, ngày không có ở chùa, là vân vân đó quý vị. Thì người ta nói vậy đó là tu chủ yếu tâm thôi, chứ còn ở ngoài tướng là đâu có nhậm gì đâu. À, tại sao một cái vị mà gọi là vị cao tăng như vậy mà ngày lại là ăn thịt uống rượu, à, rồi là ngày không có gọi là thể hiện như là người tu ở phía bên ngoài? Là tại vì mình học lịch sử mình mới biết. Trong cái, những cái giai đoạn lịch sử, có nhiều người á, người ta chấp cái hình tướng. Chấp hình tướng nghĩa là gì? Người ta không có tu gì bên trong chứ á, nhưng mà bên ngoài người ta làm rất là chỉnh chu. Có nghĩa là người ta chú ý cái hình tướng thôi. Mình phải nhích tay lên hay nhích tay xuống, đứng sao, đi sao, nằm sao, ngồi sao, ăn sao. Ăn cũng không được ăn nhiều, ăn mở miệng ba lớn, rồi cười sao, nhích môi không được hở răng, rồi vân vân. Vậy thì tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà người ta chú trọng cái đó thôi, chứ người ta không có chú trọng tham thiền nhập định. Người ta không có chú trọng là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Ta không có chú trọng là trì chú để tan những cái phiền não ở trong lòng của mình. Người ta không chú trọng tới cái đó. Cho nên là ngày Tế Điên Hòa Thượng, ngày ra đời để ngài phá cái chấp đó. Có nghĩa là ngài nói là tu cái tâm. Còn cái tướng đó dĩ nhiên là tốt, nhưng không phải là mình vì cái tướng đó mình bỏ cái tâm. Cho nên đó, ngài phá chấp để cho người ta hiểu, là ta giật mình ta hiểu lại. Quan trọng là tâm chứng đắc, mà còn bên ngoài coi gì đó, chứ nó không phải là quan trọng nhất. Cho nên đó, ngài xuất hiện trong cái thời điểm lịch sử đó đó, để ngài nói lên một cái điều là đừng có chấp, đừng có chấp. Có nghĩa là tu không phải là làm cái tướng như thế này, trang nghiêm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, mà trong lòng không có tu hành vậy trời. À, thì cái đó nó không có đúng với giáo pháp của nhà Phật. Cho nên ngài hiện thân ra đời, ngài ăn thịt, ngài uống rượu, à, để cho người ta thấy là, nhưng mà trong tâm của ngài đã giải thoát giác ngộ. Cái đó là một cái khía cạnh của một vị Bồ Tát dùng phương tiện mà độ sanh thôi, à, chứ thực ra không phải là như vậy. Cho nên á, nhằm khi mình không hiểu á quý vị, cái mình bị chấp một bên. Chấp bên nghĩa là gì? Có nhiều người á quý vị tu vô vi thôi, tu tâm thôi, ngoài tướng không quan trọng gì hết á. Cho nên thầy lên Tây Ninh đó, gặp cái chú đó, cái chú đó gặp quý thầy hay ai hòa thượng gì, ổng cũng không có chào chứ á, ổng cứ tỉnh bơ bình thường vậy đó. Là trời sao ông gặp chư tôn đức ông không có chào? Ông là chủ yếu trong lòng mình tôn kính là tôn kính phía bên trong, còn mình là xá chào phía bên ngoài, mình gật 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 mà trong tâm mình không có kính trọng cũng như không. Ông nói gì đó, quan trọng á là mình kính trọng từ phía trong lòng của mình thôi, còn cái đó là không có cần thiết. Ông nói như vậy, người ta nghe thì nó cũng có gì đó đúng đúng, nhưng mà nó không có trúng. Con người ta sống không phải chỉ có cái tâm, ông còn có cái thân nữa mà, đúng không? Ông sống ông còn có cái thân chứ đâu phải ông có cái tâm không đâu, đúng không? Trừ khi ông có cái tâm không thì ông nói vậy đúng. Ví dụ ông có tâm không thì quan trọng cái tâm thôi. Còn ông có cái thân nữa, ông có cái thân thì liên quan tới tuổi tác nè. Ông còn trẻ vậy các ông già kia ông phải kính trọng ông già đó. Ông là người đời ông phải kính trọng người tu đó. Tại vì cái thân nó sai biệt, cho nên là nó có nghi thức nghi lễ nằm ngoài tướng à, quý vị. Cho nên nó nhầm khi người ta bỏ tướng mà người ta lấy tâm là nó bị sai, là chấp bên. Là tu chỉ tâm thôi à, không có cần cái gì hết trơn á. Trong tâm mình tốt là được rồi. Còn tất cả các cái trên đời này, hình tướng á, đi đứng nằm ngồi ăn mặc hay là cái gì không có quan trọng gì hết. Tôi tu theo vô vi à, cái tâm tôi hà, à, như vậy đó quý vị. Cho nên gặp không cần chào hỏi ai, chứ cái người ta hỏi nó miễn cái tâm mình tốt là được rồi. Tâm mình tốt là được rồi. Nhưng mà có tốt không? À, có tốt không quý vị? Cái tâm cố chấp tôi có tốt không? Đó là tâm cố chấp. Cho nên đó là mình á, ví dụ như á, cái ông à, có cái ông cư sĩ thì ổng đâu ở ở vùng trên á, con của ổng á thì làm giám đốc ở dưới Sài Gòn. Bữa đó con ổng cưới vợ, cái con ổng mới
mua cho ổng nguyên cái bộ đồ vest. Thì bữa đó người ta đãi ở trong nhà hàng á, thì ổng đi họ, ổng là chủ của nhà trai mà, cho nên mời ổng lên rồi làm lễ ở trên sân khấu á, mời ổng lên làm lễ rồi á là cho ổng gót rượu champagne là xuống này nọ ha. Ổng đóng nguyên cái áo chàng, ổng không mặc áo vest, ổng đóng nguyên áo chàng. Cái con của ổng á buồn dữ lắm, nguyên cái đám cưới đó ai cũng nhìn ổng, mà người ta nhìn không phải người ta hoan hỷ đâu, mà ta nhìn ta bực bội lắm, có nghĩa là người ta nhìn nó lạ lắm, tại vì cái đám cưới người ta đâu phải là dân tu đâu, con ổng bạn bè là dân làm ăn không à, cho nên á khi vô đó là gặp dân làm ăn không vậy đó, người ta không phải là cái dân là tu hành hết đâu, cho nên á ổng làm vậy. Nên con ổng về buồn qua cái đám rồi ổng buồn, ổng về nói ba, ba sao mà con may cho ba bộ đồ vest, là lúc đó sao ba không mặc lên để ba đi họ vậy, rồi làm như vậy thì con buồn quá. Cái ổng mới nói là tao tu rồi, tao tu rồi cho nên á là ta tu là ta mặc áo chàng nó quen, bây giờ ta mặc áo chàng ai chịu không chịu thì thôi. Cái hình tướng bên ngoài là gì, cái tâm mình tốt nó mới là tốt, chứ cái hình tướng bên ngoài cái là gì. Ổng chính ổng nói câu đó là ổng cũng mâu thuẫn với ổng nữa, nếu hình tướng bên ngoài không là cái gì thì ông mặc bộ đồ vest cho tôi đi, hiểu không? Chứ tại sao ông lại mặc áo chàng, ông mặc áo chàng màu lam nè, ông lượm đi đám con ổng mà đi họ luôn, cho là ông là bên đàn trai luôn mà không có gì. Cho nên á người ta chấp đó, người ta chấp là gì đâu có gì, người ta chấp hình tướng mà ta không hay. Người ta hay mà ta nói người ta tu tâm, tu tâm quan trọng, hình tướng có ở đâu quan trọng. Tao mặc cái áo nào lên đó thì mày cũng cưới được vợ gì, phải không? Ví dụ như mặc áo vest thì cũng cưới vợ đó về, không mặc áo vest cũng cưới vợ đó về. Nói vậy đâu có gì, nó đúng hay là sai? Nó đúng là cái mình lý luận thôi, nhưng nó sai á cái chỗ cái chỗ có phong tục tập quán, cái nghi thức nghi lễ. Ở chùa thì mặc cái bộ đồ đó, nhưng mà ở nhà hàng lại mặc cái bộ đồ khác, chứ không phải mặc bộ đồ đó. Quý vị tùy nơi mà người ta có cái gì cho nó phù hợp. Trong nhà Phật nó còn tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh nghĩa là gì? Là chúng sanh ở đâu người ta ưng cái gì thì mình mặc cái đó, ta ưng cái gì mình làm cái đó thì mới thuận với người ta. Còn ta ưng cái đó mà mình làm cái khác nó không thuận. Bây giờ ví dụ nha, đi dọn chùa hoặc biên cái bộ đồ hở hang hay mỏng gì đó là người ta nhìn là người ta chửi rồi đó, quý thấy không? Nhưng mà mình mặc cái bộ đồ đó đi tắm biển hoặc là ở nơi nhà hàng khách sạn gì đó vân vân thì nó không sao. Và cái bộ đồ đó ở đó ai người ta cũng mặc, còn ở đây á vô đây ít gì cũng phải mặc đồ kín đáo hoặc là áo chàng thì tốt. Ví dụ gì đó, ví dụ như người ta đang mặc áo chàng không, ta đang ngồi tu ấy, tự nhiên mặc một bộ sườn xám mình vô mình ngồi tu mà nó đẹp chứ không phải là xấu, nhưng mà cái đó nó không thuận với người ta. Thuận tức là đồng điều với nhau, thuận chiều với nhau, người ta theo kiểu nào thì mình á theo kiểu đó. Cho nên cái người mà tu tập á quý vị, cái gốc tu tập là nằm ở phía bên trong tâm, là đúng đó chứ không phải là sai. Tại vì tu á sửa cái tâm của mình, mà từ cái sửa tâm mình tâm á thì là nó lộ ra hình tướng, có nghĩa là tâm nó chủ tướng, gọi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, nghĩa là tâm á nó chủ cái tướng của mình. Ví dụ như mình á là cái tâm nào thì lộ ra cái tướng đó, nhưng mà cái tướng nào chưa chắc là cái tâm đó. Là tại sao? Tại vì cái tướng nó chưa chắc làm chủ lấy tâm, mà tâm mới làm chủ lấy tướng, nên gọi là tâm sanh tướng, gọi là tâm pháp và sắc pháp. Ví dụ như chúng ta có cái tâm nào thì nếu để tự nhiên thì nó ra cái tướng đó. Cho nên người ta nhìn thấy cái tướng nào, người ta suy ngược lại là người đó đang có cái tâm đó, cái đó là đang thuận theo tự nhiên. Còn người không thuận theo tự nhiên là người ta ở bên ngoài, người ta giả thành cái tướng đó nhưng mà chưa đạt được cái tâm đó, thì ở trong nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng. Tức là giả trang hiền tướng là không phải là mình tu quan nghi tế hạnh, mà mình giả để mình đánh lừa người ta nên mới gọi là giả trang hiền tướng. Ví dụ mình gặp người ta mình trang nghiêm dữ lắm, mình quay quay dũng dũng để người ta nói mình là thánh. Cái ý đồ của mình á muốn người khác nói mình là thánh để ăn mài cái sự tôn kính của người khác, quý vị, thì đó gọi là giả trang hiền tướng. Chứ nếu mà mình tu mình sửa tướng của mình cho nó tốt đẹp
là mình đang tu sửa thì nó không có vấn đề gì, đó là đúng. Nhưng mà mình cố ý mình sửa tướng đó để cho người khác hiểu lầm là mình cao quý, mục đích của mình có khi mình sửa tướng đó, chứ không phải là mục đích của mình tu khi mình sửa tướng đó. Cái người tu người ta cũng sửa tướng nữa. Ví dụ như thấy người ta lóc chóc len trang quá, thấy tướng coi không được, ta gắng ngồi, ngồi thấy cũng sửa tướng nữa. Ví dụ như mỗi lần mình ngồi lưng cong vòng, bây giờ mình sửa sửa riết thành lưng thẳng chút xíu. Mỗi lần mình cười sặc sặc sụa sụa, bây giờ mình cười ém lại chút xíu, tức là giữa đám đông á. Còn ở trong phòng của mình á thì thôi, mình thì mình coi kiến muốn cười sao mình cười, hiểu không? Còn mà giữa đám đông đông người á, ta nhìn thấy cái tư cách của mình đó, thì lúc đó đó mình mới là có cái sự tiết chế. Ở trong nhà Phật á gọi là tiết chế. Tiết chế nghĩa là mình sửa từ từ. Ví dụ như là mình mỗi lần mình ngồi thẳng không được, nhưng mà sửa từ từ ngồi thẳng được. Quý vị, nó từ từ nó ngồi thẳng được. Mỗi lần mình ngồi mình thấy nhịp rung cái đùi, còn bây giờ mình ngồi mình không rung nữa, tức là người ta sửa từ từ nha. Mỗi lần mình ngồi mình lắc qua lắc lại, bây giờ mình không có lắc nữa. Rồi mỗi lần mình nói năng bậm trợn, nó nạt nộ, bây giờ nói năng dịu dàng chút xíu. Mỗi lần mình làm gì cái mình chạy ao cái, bây giờ mình nhanh chút chứ mình không có chạy nữa. Có nghĩa là đi nhanh chứ không có chạy, tức là nhanh thì nhanh nhưng mà phải đi nhanh thôi chứ không có chạy. Tức là có sự kiểm soát trong cái tướng đi. Rồi mỗi lần mình đứng lại, cái mình đứng mình dựa vô cái cột, còn chân mình dở lên, bây giờ mình đứng hai chân cho nó đẹp, dân dân. Rồi mỗi lần mình nằm nằm chài bãi, hoặc là mình nằm không có lựa chỗ nằm, ta gọi là ăn có nồi ngồi có hướng á, tự nhiên giữa làng xóm đây cái mình nằm, không có gì. Nhưng mà đôi lúc không có chỗ nằm nghỉ, người ta cũng nằm, nhưng người ta nằm phải quay đầu vô bàn thờ Phật. Nếu không quay đầu vô bàn thờ Phật thì chúng ta cũng nằm nghiêng bên, rồi người ta đắp cái gì đó lên mình nhẹ một cái. Quý vị hiểu không? Tức là cái người đó người ta đang là thể hiện sự tôn nghiêm. Còn gì đâu biết ở đông người nằm chài bãi, là nó khác. Quý vị không? Tức là người ta tập từ từ đó, tập cái tướng nằm của mình để làm chi? Để cho nó trang nghiêm, cho nó tôn nghiêm. Mỗi khi mà ở bên ngoài mình trang nghiêm tôn nghiêm á, thì cái tâm mình ở phía bên trong á, nó sẽ sửa từ từ. Có nghĩa là sửa hai cái, một là sửa được tâm thì tự nhiên nó sẽ lộ ra bên ngoài tướng như vậy. Cái thứ hai, nếu mà sửa tướng một thời gian thì tâm mình nó sẽ thúc thủ theo cái tướng đó. Quý vị có hai cách tu, nhưng mà thường ta tu hai cái song song cùng một lúc, tại vì tâm sửa khó lắm. Cho nên ta sửa tướng trước, sửa tướng sửa trong vòng 30 giây. Nhưng mà sửa tâm có thể sửa nhiều tháng, nhiều năm, chưa chắc đã xong cái tâm đó. Sửa tướng vòng 30 giây. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi ngửa ở đây, bây giờ mình ngồi đứng lên. Đó, chỉ trong vòng 30 giây thì ngồi đứng được rồi đó. Đúng không? Bây giờ mình chạy không bây giờ mình đi nhẹ nhẹ nhẹ. Bây giờ trong 30 giây đi nhẹ nhẹ được rồi đó. Người ta sửa tướng. Nhưng mà cái sửa tướng, khi nào mà mình tác ý, khi nào mình kiểm soát nó, mình sửa, mình chút quên rồi thì nó trở về tâm sao tướng dậy tiếp. Có nghĩa là mình quên á. Cho nên á là ở trong nhà Phật thường hay Đức Phật nhắc á là như lý tác ý. Có nghĩa là nhắc nhở cho mình liên tục, tu tập liên tục chứ không thôi mình quên. Tướng sửa trong vòng 30 giây xong Ví dụ như mình đang rung đùi. Có nhiều người ngồi nhịp đây, hiểu không? Cái người ta sửa là người ta ngồi mà ta không nhịp. Quý vị, nó thể hiện cái tâm phía bên trong. Nếu mà tâm càng động chừng nào thì họ càng lúc lắc chừng đó. Cái tướng nó lắc theo tâm. Cái tâm mình á là nó càng vọng động, tức là phóng vật vô buông lung nhiều chừng nào thì cái thân của mình á nó cũng nhúc nhích theo, nhiều chừng đó nó động theo. Cái đó ở trong nhà Phật gọi là trạo cử. Ở trong nhà Phật trạo cử tức là cái sự động của cái thân của mình theo cái tâm là phóng vật. Cho nên tâm phóng vật nhiều thì cái sự trạo cử ở phía bên ngoài càng nhiều. Cho nên là người ta tu á, người ta kiềm chế cái sự trạo cử bên ngoài, trong khi tâm người ta chưa có thanh tịnh. Nhưng nếu mà cái người mà tâm thanh tịnh á thì người ta sẽ bộc lộ ở phía bên ngoài, không có trạo cử, rất là trang nghiêm. Cho nên á quý vị, là cái người mà tu tâm á chỉ có mình biết thôi, chứ người kế bên không biết, trừ trường hợp người có tha tâm thông. Mà ở trên đời này người có tha tâm thông ít lắm,
cho nên không có nhiều, mà mình không có gặp được những người đó. Thường hay những người đó người ta tu tập rồi, nhưng người đó người ta ở cái nơi thâm sơn cùng cốc, mà cái người đó người ta là đang hay là ẩn vật, ẩn thân ở nơi nào đó, trong am, trong cốc, trong rừng, ở trong núi gì người ta tu tập rồi. Còn khi mà chúng ta tiếp xúc từ ở phía bên đời, ngoài đời á, chúng ta cũng không biết cái người nào là người đang thật tu. Quý vị, tức là đang có tu. Cái người đang có tu tức là người đang sửa thân và tâm cùng một lúc, là người đó là người chân tu đó, là người đang sửa chưa có được hay là sửa đã được thì đều là người chân tu hết. Chứ không phải là cái tu mà sửa tâm không mà không có sửa thân là tu chấp một bên, tu mà sửa thân không có sửa tâm là tu chấp một bên. Hoặc giả là người ta không có hiểu về giáo pháp của nhà Phật, cho nên người ta chọn một cách tu mà nó chưa có hoàn hảo, tức là tu mà chưa có đúng ở trên tinh thần của người tu. Cho nên cái người mà nếu mà họ tu cái thân họ cho nó tốt không cái gì, là người đó mình cũng đáng kính nể lắm rồi đó. Tức là tu thân cũng rất là khó, nhưng cái gốc tu hành nó không phải là tu thân. Tu thân không, tu thân là tu gì? Tu đi, tu đứng, tu nằm, tu ngồi, tu biểu cảm, tu hành động, cái gì? Tu lời nói, tức tu lời nói, tu hành động, đi đứng nằm ngồi, và các cái tế hạnh đó là người đó đang tu đó. Có nghĩa là người ta đang kiềm chế cái lời nói, hoặc người ta lựa cái lời nói nào nói ra. Hai cái, ví dụ như cái lời nói không có phải thì người ta kiềm chế, còn cái lời nói phải thì người ta nói ra một cách nhẹ nhàng. Như vậy là người đang tu đó. Cho nên đó là mình biết cái người mà tu tập đó, mình nhìn cái lời nói của họ đó mình biết người đó có tu không. Họ nói không có nạt nộ mình, họ nói không có sân si với mình. Nếu có sân si họ kiềm chế lại. Có, tại vì họ chưa phải là thánh, thế nào cũng có sân si nhưng mà họ kiềm chế. Nếu mà họ lỡ lên cái họ kiềm chế lại chút xíu là họ dằn qua lại, họ dằn qua lại. Nhất là người khác nhắc họ là họ dằn liền Cái người mà không tu á, người khác nhắc người ta nổi sân. Còn người có tu á, người khác nhắc người ta quê. Cái gì cái này gọi là tàm quý á, tức là họ quê. Họ quê họ sửa liền Bây giờ ví dụ như á, mình gặp một người nào có tu á, mà lỡ mà họ nổi sân với mình, cái mình nói trời anh sao nổi sân dữ vậy, tự nhiên cái họ hổ thẹn. Còn người không có tu mà nhắc là chuyện họ quýnh mình á. Ví dụ người không có tu á, nói là làm gì nổi sân dữ vậy, sân đâu sân, sân đâu sân, ông nói một câu nữa tôi giọng vô mặt ông bây giờ. Ví dụ như đó là người không có tu á. Còn người có tu mình thấy họ nổi sân á, mình nhắc họ là sao mà nổi sân dữ vậy, chỉ cần nói vậy thôi là họ tàm quý liền. Có nghĩa là họ hổ thẹn, cho nên á là họ nhìn lại mình liền tại chỗ. Tất cả những người có tu họ đều nhìn lại mình khi mình nhắc họ. Nhắc đơn giản thấy họ sân quá, họ nói sân quá vậy. Hoặc họ tham quá, họ nói tham quá vậy. Họ họ ganh tị, nói sao ganh tị dữ vậy. Ví dụ gì đó là họ nhìn lại liền là họ tàm quý, tức là họ hổ thẹn với những cái điều mà họ đã làm, điều mà họ khởi tâm liền Nếu mình chỉ cần nhắc nhở họ cái là họ cảm thấy quê. Nên có nhiều người á quý vị là họ quê, mà họ quê lâu luôn á, có nghĩa là họ quê mà họ không dám nhìn người kia luôn á, họ quê hay quê cả đời luôn vậy đó. Ví dụ như á, họ được mọi người tôn trọng, được mọi người tôn kính, nhưng mà họ lỡ họ nói sân, cái người khác họ thấy điều đó họ mới nói sao anh nói sân dữ vậy, cái đầu là họ quê luôn, họ không dám nhìn mặt người kia luôn đó. Tức là người này là có tâm tàm quý, ở trong nhà Phật là người có tàm có quý. Mà người có tàm có quý á, quý vị là người có thiện tâm. Còn người không có tàm quý ta gọi là mặt dày á, tức là sân giận tham lam hận thù lộ ra ngoài tướng luôn. Dầu cho ai nhắc tới cỡ nào, nhắc ai khuyên cỡ nào khuyên, cũng cố chấp giữ cái thái độ đó. Cho nên á, quý vị chúng ta nhìn thấy một người tu, chúng ta có thể nhìn thấy phía bên ngoài thôi. Cho nên nếu mà cái người nào thường hay nhìn lại mình á, nhìn lại mình để mà tu á, cái người nhìn lại mình tu thì người ta gọi là người chánh niệm. Cái người nhìn lại mình để tu gọi là người chánh niệm. Cho nên một người chánh niệm là người biết nhìn mình để mà tu. Thế người mà nhìn mình để tu nghĩa là gì? Nhìn đơn giản, nhìn thấy những cái cử chỉ, lời nói, hành động của mình ở phía bên ngoài. Đi đứng nằm ngồi, người ta thấy không được, người ta sửa. Nhờ cái nhìn đó đó,
tức là do cái thiền quán đó đó, do thiền quán Vipassana đó, có nghĩa là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Ngoài cái việc nhận diện những cái cử chỉ hành động xảy ra trên thân và tâm của mình, thì cái người này á là họ còn nhận diện ra cái sai, cái đúng khi nhận diện. Tức là cái bước đầu tiên là nhận diện thấy rõ, cái bước thứ hai là nhận thấy cái sai, cái đúng để mà sửa. Ví dụ cái đúng rồi thôi, không sao hết. Nhưng mà nếu lỡ có sai á thì người ta sẽ sửa. Cho nên đó quý vị, cái người mà họ thấy sai, họ biết sai rồi họ sửa, thì cái người này còn đường tương lai. Còn mà họ người biết sai mà họ không biết sửa thì người đó mình hãy nên tránh xa. Nên ở câu phương ngôn có một câu nói vui lắm. Người ngu á mình không có sợ quý vị, mà sợ cái người hãnh diện với cái ngu của mình. Này, câu phương ngôn người ta nói vậy. Tức là đã là cái ngu vậy đó mà còn hãnh diện với cái ngu, có nghĩa là bảo vệ lấy nó. Quý vị. Bữa hổm có cái người nói một câu cũng vui vui, là địch mạnh ta không sợ, chỉ sợ đồng đội ngu. Cho nên đó quý vị, mỗi khi á mà ta có thiền quán Vipassana, có nghĩa là mình nhìn vào thân và tâm của mình, nó có nhiều cái hay lắm. Hồi nào giờ mình không nhìn thấy thân và tâm của mình á, mình thấy cái gì á mình cũng không biết gì mình hết trơn á. Khi mình nhìn về rồi đó, cho nên mình sẽ thấy ra nhiều cái xấu của mình lắm. Khi mình nhìn lại thiền quán á, cái thiền quán nó không có nhìn thấy xấu tốt. Thiền quán nó chỉ nhận diện những cái đang xảy ra thôi. Nhưng mà mình kèm theo trí tuệ, lúc nhận diện đang xảy ra nữa, mình thấy xấu tốt ở trên cái mình thấy nó đang xảy ra. Nhưng mà bắt đầu từ thiền quán, nghĩa là đi đứng nằm ngồi đó, mình quay lại mình nhìn mình, quay lại nhìn thân của mình, quay lại nhìn tâm của mình. Trong lúc đó có làm sao? Trong cái lúc mà tưởng chừng, nếu mà người bình thường á, họ nổi sân dữ lắm. Một người bình thường á, họ rất là tham dữ lắm. Một bình thường họ rất là ganh tị lắm. Nhưng đối với một cái người tu tập đó quý vị, là họ bớt đi cái đó, có nghĩa là họ nhìn thấy. Nên khi mà người tu tập đó, họ nhìn thấy cái trí tuệ chen vào, cho nên họ thấy họ sửa. Chứ cái tu tập thiền quán là không cần sửa, chỉ cần nhìn thôi. Nhưng mà khi có trí tuệ chen vào, họ mới thấy cái mà đang diễn ra trên thân của mình đó có những cái không đúng. Quý vị, có những cái không đúng. Ví dụ thái độ, cử chỉ, lời nói, hành động không đúng. Lúc đó đó quý vị, có những khi á mà mình tính đúng mình làm, nhưng mình làm rồi mình nhìn lại thấy nó không đúng. Trong hoàn cảnh đó, trong ngữ cảnh đó, trong cái là phương diện đó thì nó không đúng, thì bắt đầu người ta sửa về sau. Ta sửa từng ly từng ly từng ly về sau. Ví dụ như á, bình thường mình lỡ lớn tiếng với ai, cái mình nhìn lên thấy, mình thấy mình đang lớn tiếng này, về nhà mình nhìn lại mình thấy lớn tiếng gì không đúng này, như lần sau mình gặp lại người đó mình không có lớn tiếng nữa. Có nghĩa là họ đã sửa rồi đó, tức là không lớn tiếng nữa là họ đã sửa rồi đó. Hoặc là khi ăn nè, đơn giản thôi, lúc đó đói bụng quá. Quý vị, đói bụng quá biết bao nhiêu người, ôi ơi mình ăn mình già vô ao ao mồ hôi, cái rổ ra hì hì hì, người ta nhìn mình ăn mà nước mũi chảy xuống luôn. Quý vị thấy cái người ăn gì chưa? Thầy thấy nhiều người đó đói quá, do đói quá cơm trễ có đó, họ vô họ ăn mà những người xung quanh không còn gì để ăn luôn á, ở trên mâm á quý vị. Ví dụ thường thường á, ở một chùa thì dọn quả đường, ví dụ bốn người có bốn cái trái chuối, miếng tàu hũ chia ra làm bốn, rồi cái gì đó người ta cũng chia chia, cái gì chia được là người ta chia. Rồi cái người mà đói quá không còn nghĩ gì nữa á, lên ăn ăn hết vòng vòng ta, mấy người kia ngồi nhìn luôn á. Ăn hết trái chuối rồi thấy người ta không ăn, không ăn hả, tôi ăn nghe, không ăn hả, tôi ăn nghe, mà người ta chưa trả lời nữa là mình lấy mình ăn rồi. Dạ không quý vị, cái đó là người ta ăn, thấy người ăn là thô tháo. Ăn thô tháo, cái gì làm cho thô tháo đó? Cái tâm tham ăn nó làm cho mình thô tháo vậy đó. Cho nên nó mình học đâu có thấy đâu, mình đâu thấy, mình tính đâu nó là đúng. Rồi ăn no rồi thôi, uống nước no rồi nghĩ còn mấy người kia còn cái gì ăn, không còn cái gì ăn thôi. Mình không để ý nữa, tức là sự thô tháo nó gì. Cho đến một ngày nào đó mình nhìn thấy sự thô tháo đó, nó không phải rồi, nó không được rồi. Cho nên bây giờ là mình nhìn vô là mình sửa nó, mình sửa nó đi.
lần sau dầu đói cỡ nào đói cũng phải kiềm chế nó ăn từ từ. Ăn từ từ quý vị, cũng gấp từ từ, già từ từ, nhai từ từ là mình chiến thắng được cái ham ăn đó. Không phải làm dễ đâu, không phải làm dễ đâu quý vị, mà đói mà ăn từ từ là rất khó. Còn mà no ăn từ từ á, thì cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đói mà ta ăn từ từ á, thì cái đó mới là khó. Ví dụ như đói bắt đầu là người ta ăn từ từ, từ ly, từ tí, từ ly, tí, ta ăn từ từ, từ từ, từ. Có cái sự kiểm soát anh đó, tức là ăn có chánh niệm trong đó là khi đói. Quý vị, khi giận, ví dụ khi giận lên thì người ta thường hay nói những cái câu nói khó nghe. Nhưng mà khi giận lên á, một là chúng ta không nói, hai là chúng ta có kiềm chế, có tiết chế trong cái lời nói đó. Hoặc là ta không nói gì. Nếu cái người nào mà không thể tiết chế trong cái lời nói đó thì người ta không nói gì cả, gọi là người ta tịnh khẩu luôn. Nên cái người tịnh khẩu là người không thể tiết chế trong lời nói, cho nên ta dùng phương pháp tịnh khẩu. Ví dụ ai chửi họ, họ rất là sân si, nhưng mà họ không có chửi lại, không nói này. Nếu mình nói lên một lời là mình sẽ nói nặng người ta, cho nên mình không nói, không nói luôn. Vì thì người đó có cái tiết chế ở trong lời nói của họ. Nếu mà không tiết chế được ta nín thinh, gọi là ta tịnh khẩu, ta nín thinh luôn. Cái gì tính nín thinh là một cái phương pháp. Khi mà mình không thể tiết chế được ở trong lời nói của mình, ta nín thinh. Cho nên nín thinh cũng là một cái cách tu mà rất là hay. Có những người ta nín thinh, ta không nói gì hết, là không phải là người ta tu đạt tới cái cảnh giới cao siêu đến mức độ không nói đâu, mà là tại vì người ta đang tu thôi. Tức là người ta nói ra người ta biết nói bậy liền. Tại vì đang lúc giận không bao giờ mở miệng và nói những lời thơm tho được đâu. Lúc giận hờn là nói ra những lời toàn là chửi, là mắng, là móc câu, lưỡi lam, hay là kim bắn qua, hay là mũi tên bắn, là rách áo người ta hết. Cho nên đó, khi mà giận quá quý vị, mình đừng nói lời gì hết. Cái đừng nói không phải là chỉ người ta khuyên mình đừng nói là mình đừng nói đâu, mà đừng nói đó là cả một công phu tu tập dồn nén ở phía bên trong, mà sự nhẫn nhục đó. Chứ không phải là tự nhiên đâu quý vị, mình giận quá mình không có nói, là mình đã tu, đang tu tập nhẫn nhục nên mình không có nói. Mà mình nói ra là thế nào mình cũng nói xeo, nói cấn ha. Giận ra là mình nói xeo, nói cấn, nói móc lưỡi câu, nói cái kiểu như là mình gọi là cho hả giận. Nên cái người mà tu tập thường hay là khi giận người ta không nói gì cả. Ta ngồi xuống, ta hít thở, ta quan sát thấy tâm mình có cái giận nó ra làm sao. Mỗi lần á mình giận á, mình không có để ý nó ra làm sao. Nhưng mà bây giờ mình giận, mình để ý nó ra làm sao. Mỗi khi mình tham, mình để ý coi nó ra làm sao. Mình nhìn coi cái tâm tham mình nó ra làm sao. Nhìn có cái tướng tham mình nó ra làm sao. Nhìn có cái ý tham mình nó ra làm sao. Nhìn có hành động tham mình nó ra làm sao. Quý vị nhìn lại coi, mình thấy tất cười lắm. Ví dụ như mình nổi sân lên, coi nhìn là cái sân nó ra làm sao. Rồi cái tướng nổi sân nó ra làm sao. Cái lời nói nổi sân nó ra làm sao. Cái hành động nổi sân nó ra làm sao. Cái ý nổi sân nó ra làm sao. Mình nhìn lại, nhìn từng cái khi nó nổi sân lên. Nó hay lắm không quý vị. Lúc mà mình nhìn tự nhiên cái mình bật cười. Đã trời ơi, sao thấy nó giống quỷ quá. Mình tính đâu mình là thánh nhân, không ai nhà đâu, mà sao nhìn lại sao thấy nguyên giống hệt con quỷ vậy, thánh nhân gì đâu. Ví dụ bình thường trời ơi, mình thấy là mình ngon lắm, mình tính đâu mình là thánh không ha. Nữ là thánh nữ, nam là nam thần. Cho nên đó là mình nhìn tính đâu mình ngon lắm, ai nhà đâu. Một ngày nào đó mỗi khi cái sân mình nó nổi lên một cái, coi mình nhìn, thứ nhất là tâm nổi sân, thứ hai là ý nổi sân, thứ ba là cái miệng lúc nổi sân, thứ tư là cái tướng lúc nổi sân, thứ năm là cái hành động lúc nổi sân. Tức là mình quan sát hết tất cả đó, mình coi nổi sân cái có ý gì đâu. Mình nổi sân lên cái mình coi cái ý mình có ý gì ta. Nổi sân cái lên, mình nổi sân tuy cho mức độ sân, mà mình có cái ý, ý là mình muốn đánh người ta, mình muốn chém người ta, mình muốn giết người ta, hay là mình muốn hại người ta. Cái ý mình nó nổi lên cuộn, mình thấy. Rồi lời nói mình nói ra khi nổi sân, mình nói cái miệng mình nó công cái nó nói là cái gì, hiểu không? Rồi cái hành động mình lúc nổi sân coi hành động gì, có gì thấy không? Rồi cái tướng mình nó khác với hành động. Cái tướng có nghĩa là ví dụ nổi sân cái mình đứng chống nạnh thôi, chống nạnh khác bình thường chống nạnh hai tay đây, nổi sân chống nạnh ngược lại đây, nó khác bình thường cái mặt mình á là cái màu khác, nhưng nổi sân lên cái mặt màu khác. Nổi sân lên mặt màu đỏ, lên đỏ, mặt đỏ mà chân máu nó dồn lên đó.
Nên khi nổi sân lên, cái trái tim mình nó bóp mạnh lên, cho nên máu nó dồn lên trên chống ngực mình đánh nhiều nhịp hơn bình thường. Ví dụ như bình thường á, thì tim mình đập á, là 6 tới 7 chục nhịp trên 1 phút. Nhưng nổi sân có thể lên tới 120 nhịp, 180 nhịp trên 1 phút. Dạ, không có gì. Khi mình nổi sân á, đâu mình coi coi. Cho nên á, khi mà nổi sân á, mình nghiên cứu một chút xíu nữa. Nổi sân á, cái tánh mà cái tánh ác của mình á, gọi là thú tánh á, nó sẽ khởi linh nhiều hơn lúc mà bình thường. Đó, có gì đâu mình để ý coi. Cho nên á, khi mà nổi sân, người ta không có cơ hội được làm người nữa, người ta không có cơ hội để làm thánh nữa. Tại vì cái thú tánh nó khởi linh là nó chỉ tuột thấp hơn con người. Dạ, quý vị, thú tánh tức là người ta làm theo bản năng. Còn á, là nhân tánh thì làm theo sự suy nghĩ, tức là suy nghĩ đúng sai á, làm theo trí tuệ. Thú tánh làm theo bản năng, còn á, nhân tánh thì làm theo trí tuệ. Nên cái người nào mà làm có suy nghĩ là người đó còn có tánh người. Còn người nào mà làm theo sở thích thì người đó không còn tánh người. Mà không có tánh người thì thú tánh nó nổi lên, thú tánh nổi lên. Trước sau gì khi chết thú tánh nó nổi lên cái là sanh loài thú liền. Dạ, quý vị. Nếu mà cái thú tánh nó lớn quá. Cho nên đó, cái người mà làm theo bản năng á, bản năng là gì? Là thích cái gì làm cái nấy, là làm bản năng. Cái người mà thích cái gì thì làm cái nấy đó, là làm theo bản năng. Còn cái người mà làm theo trí tuệ, tức gọi là lý trí á, làm theo trí tuệ tức là thích cái gì mình làm và trước khi làm có suy nghĩ. Có suy nghĩ đúng hay sai, hại mình, hại người, hại cả hai, hay lợi mình, hại người, hay lợi người, hại mình, hay là lợi cả hai. Thì trước khi làm người ta có suy nghĩ, phân tích xác suất ở trong đó khi xảy ra trong một cái việc làm đó. Thì cái người đó đang làm với nhân tính. Cái người đó đang làm với nhân tính. Bởi vì tức là tính của con người, cái trí tuệ của con người. Còn cái người á, mà làm đối chiếu với nhân quả, nghiệp báo mà làm, thì người đó đang làm với thánh tính, tức là đang làm với thánh trí. Có nghĩa là cái người đó đang làm mà suy luận cái này trên phương diện của nhân quả để làm. Có nghĩa là biết nhân này, quả này, biết nhân kia, quả kia để làm. Thì người đó làm có thánh trí, tức là làm trong sự thánh trí, minh triết, sự thánh trí. Cho nên cái người mà làm mà ta nhìn thấy nhân quả của việc làm suốt từ đầu tới cuối luôn, thì người đó làm với thánh trí, tức là cái người này đúng là người tu tập thật sự đó. Họ làm, họ nhìn trên phương diện nhân quả, chứ không nhìn chỉ dừng lại ở cái mức độ lợi ích của con người là nhân tính thôi, mà họ nhìn ở thánh trí. Quý vị thấy không? Do đó mà khi mà cái người ta tu tập á, người ta sẽ thấy được những cái điều đó. Tức là thấy được chính mình khi nói, khi hành động, khi làm, khi có cái tâm gì khởi lên, họ nhìn thấy hết những cái điều đó. Không, quý vị. Và khi thấy hết điều đó, họ thấy đúng cái sai trong điều đó, họ chỉnh sửa. Cho nên á, mình mới biết mình có đang tu hay không. Cái người có đang tu hay không tức là người có quán chiếu hay không. Người có đang tu hay không là người có kiểm soát được hay không, có kiềm chế được hay không, là người có đang tu hay không. Như vậy thì mình có quán chiếu không? Mình không có quán chiếu là mình không có tu. Còn nếu mình có quán chiếu là mình đang có tu. Rồi bây giờ mình có kiềm chế được hay không? Nếu có kiềm chế được là mình có tu. Mình không kiềm chế được là mình không có tu. Cái gì, cái đó chúng ta đang nói tới chính mình đó. Vì mình có quán chiếu không? Nếu có quán chiếu là mình đang có tu á. Còn nếu mà không có quán chiếu hả, là mình không có tu. Mà có kiềm chế được không? Có kiềm chế là mình đang có tu. Còn mình không có kiềm chế tức là mình không có tu. Như vậy thì mình có kiềm chế là mình có tu, không có kiềm chế là mình không có tu. Như vậy thì là mình xem coi mình có tu hay không. Còn mình xem người ta có tu hay không thì mình xem qua cái gì hồi nãy nói. Ông này có tụng kinh không? Ông này có niệm Phật không? Ông này có ngồi thiền không? Ông này có mặc đồ tu không? Ông này nói năng có giống người tu không? Đi đứng có giống người tu không? Nào quý vị,
rồi là hành động có giống người tu không. Như vậy nếu mà giống thì mình nói người này có tu, mà tu ngoài hình tướng, mà tu hình tướng cũng là hết 30-40% tu rồi đó. Còn nãy giờ chúng ta đang nói tới cái tu tâm, là tu cái gốc ở phía bên trong. Cho nên là mình giữa cái quán chiếu là thấy mình có tu, kiềm chế là thấy mình có tu, đồng thời ở phía bên ngoài mình có công phu không? Có không? Là mình có tu. Ở phía bên ngoài mình có oai nghi tế hạnh không? Có oai nghi có thạnh rồi có tu. Ở bên ngoài mình có tiết độ ở trong ăn uống, tiết độ ở trong sinh hoạt, có tiết độ ở trong lời nói, có tiết độ trong hành động không? Nếu có là mình có đang tu. Quý vị mình nhìn thấy là biết vậy đó. Như vậy thì từ từ những cái đó mình trở nên cái trực giác, khi mình nhìn qua biết á, là người có đang tu hay không. Nên cái người nào mà có đang tu á, thì mình hãy gần gũi người đó. Và người không có tu mình hãy tránh xa người đó ra đi. Tại sao? Người không có tu họ kiềm chế không có được. Cho nên mỗi khi nổi sân lên là nó đập mình, mỗi khi nổi tham lên là nó lấy của mình, mỗi khi mà nó si mê lên á, thì nó hại mình. Tại si mê làm tầm bậy, không phải làm tầm bậy với người sát bên nó. Ví dụ như á, si mê lên nó dung gom ra, thì người nào ở cạnh bên đó là đứt đầu. Nó đơn giản vậy thôi. Nó nổi sân lên, nó nổi khùng với ai? Nổi khùng với người xung quanh. Mà ai ở gần nhất là nó đập người đó. Rồi nó tham lên, nó lấy của ai? Nó lấy của những người xung quanh. Ai ở gần nó lấy. Như vậy thì cái người không tu, mình hãy nên tránh xa họ ra. Tức là mình quan sát đi. Mình quan sát từ từ mình mới thấy. Còn nếu bản thân mình không tu, mình cũng hãy nên tránh xa mình ra. Đừng có ở gần mình. Quý vị nếu mình không có tu, nếu mình không tu là mình tự hại mình đó. Có nghĩa là không có tu mình sẽ làm cho mình đau khổ. Không có tu mình sẽ gieo nhân ác, làm cho mình đau khổ tương lai và làm đau khổ trong hiện tại. Cho nên mình quan sát, nếu mình không có tu là mình đừng có bao giờ chơi với mình. Chứ có nhiều người là sao được thầy, mình là mình rồi làm sao mà mình không gần mình được, mình cho nó xa mình được. Cho nó xa mình bằng cách nào? Bằng cách mình nhốt mình chỗ. Mình nhốt mình chỗ á, mình lựa chỗ nào vắng vẻ mình nhốt lại, mình nhìn lại lại nó, tức là mình bắt nó phải ngồi lại, nó bắt nó không được tiếp xúc, bắt nó mình bắt đầu mình mà phạt nó. Cái gì đừng có chiều theo nó nữa. Cho nên cái người tu tập á quý vị, họ mới nhìn thấy được thân mình không phải là mình mà nó là duyên để hợp lại mà thôi. Tâm mình không phải là mình mà nó là duyên xuất hiện trên tâm mình mà thôi. Cho nên đó quý vị, người ta không có cho nó là mình, không cho mình là nó ở trong mình ở trong nó, mà nó chỉ có duyên với mình thôi, thì là mình đã tách nó được ra rồi đó. Có nghĩa là mình đừng nghĩ nó là mình là nó ở trong mình ở trong nó, mà chẳng qua nó là có duyên với mình vậy thôi. Nhưng mà ở lâu ngày mình tính đâu nó là mình. Nhỏ lớn á, cái thân mình nó theo mình tính đâu nó là mình. Ai nhà đâu nó không phải là mình đâu. Nó là của cha, của mẹ, tinh cha quyết mẹ hợp thành, mượn đất nước gió lửa, thức ăn, thức uống rồi lớn lên như bây giờ. Rồi sau này quý vị trăm năm rã gì cắt bụi mình nó trả lại với thời gian hết, trả lại với không gian hết. Chứ đâu có gì là của mình, nó không có gì là của mình hết. Nhưng mà tại vì mình quen sống với nó rồi, mình tính nó là mình. Cho nên mỗi khi mà nó già cái là mình buồn dữ lắm. Mỗi khi nó bệnh cái mình buồn dữ lắm. Mỗi khi mà nó đau cái mình buồn dữ lắm. Mỗi khi nó không có xe đi mình cũng buồn. Mỗi khi nó không có cơm ăn mình cũng buồn. Mỗi khi nó không có áo mặc mình cũng buồn. Mỗi khi nó không có nhà ở mình cũng buồn. Mỗi khi người ta mà xúc phạm tới nó mình cũng buồn. Dần dần mình tin đâu nó là mình. Cho nên mình bảo vệ nó quyết liệt. Mình bảo vệ nó. Mà bảo vệ nó thì bảo vệ đến một ngày nào đó rồi cũng không thể bảo vệ được cái dịp. Ngày nào đó bệnh nan y, ngày nào đó già, ngày nào đó phải yếu rồi tàn hơi kiệt sức, phải trả lại cho thế gian, thì cũng không bao giờ mà mình có thể bảo vệ được nó được. Mình chỉ bảo vệ được nó ở trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, chứ không thể bảo vệ được cái thân này mãi mãi thời gian đâu quý vị. Một ngày nào đó rồi nó cũng bỏ mình mà nó ra đi thôi. Cho nên đó quý vị, mình hãy khắc khe với nó và mình tu tập. Cho nên mình nhìn vào á, mình biết người nào tu hay người nào không tu, lúc nào mình tu, lúc nào không tu mình biết. Nên cái người nào mà lúc nào mình tu mình biết, lúc nào mình không tu mình biết, là người đó tu ngon rồi đó.
À, tức là biết lúc này mình đang không có tu nè. Lúc mà ngồi coi phim mà hí hí hố hố, ngồi chơi điện tử, ngồi hát karaoke hố hố hí hí gì đó là biết mình đang không tu nè. Lúc mà nói chuyện phím, nói chuyện đời, nói chuyện thế gian, lúc á mà là gọi là tán gẫu trà tam ngũ tứ rồi đó, lúc đó là mình biết mình không tu rồi đó. Được, nghe không? Lúc mình làm ác mình biết mình không tu, lúc chửi người ta biết mình không tu, lúc nói ác là biết mình không tu rồi đó. Được, quý vị, lúc làm biến tu là biết mình không tu rồi đó. Có nghĩa là mình mà biết mình không tu thì cái người đó dễ tu lắm. Còn cái người mà mình không tu mà cứ ngỡ mình tu á, cái người đó mới là vô cùng nguy hiểm. Không có tu gì hết mà cho mình là đang tu. Cái người không tu gì hết cho mình đang tu là tại sao? Tại vì mình đang cầm cái mỏ thì cho mình là đang tu. Mình đang cầm sâu chuỗi cho mình là đang tu. Cho nên có những người là gạt chính mình luôn. Người ta mua chuỗi về người ta đeo, nói nhỏ nhỏ, nói sáng, nói sáng, nói sáng, cô kia cô lại, cô đi khám bệnh, cô đeo mười mấy cái sâu chuỗi, mười mấy sâu á, hai tay, thầy không có đếm hết chứ cũng có thể cỡ 18 sâu trở lên, hai tay á quý vị. Cái này mình nói chơi thôi chứ không phải nói cô đó gạt mình nói chính bản thân mình á, mình trồng chuỗi rồi vô cho nhiều để chi? Mình cho nó biết là mình đang tu. Cho nên mình làm bất kỳ cái việc gì thì mình cũng, nó làm bất kỳ cái việc gì thì mình cũng chịu theo nó làm luôn. Mình nghĩ là đang tu mà. Vậy hiểu không? À, cho nên đó quý vị, nhầm khi mình dùng cái đó để mình đánh lừa chính mình luôn. À, mình nghĩ mình đang tu nhưng thực tế mình không có tu. Mà mình thấy mình có sâu chuỗi đeo, vậy là mình đang tu. Nên mình an tâm là mình đang tu. Nhưng mà những hành động, những lời nói, những việc làm của mình thật sự không có tu. Mà chính mình nghĩ mình đang tu, mình là người tu xịn luôn. À, quý vị, đây là một cái sự nguy hiểm. Và đó là một cái sự sai lầm về tà kiến khi mình nhìn về cái người nào tu, người không tu. À, họ tính đâu á, là mặc cái áo là tu, hay là đeo sâu chuỗi là tu. Cái đó là mình tự lừa mình. Mình biết, khi mình nhìn lại như là chúng ta đang là phân tích vừa rồi đó, nhìn lại. À, thấy mình có kiềm chế không? Mình thấy được hành động, lời nói, việc làm của mình hay không? À, rồi á, là mình á, là có kiềm chế, có đè nén được nó hay không? Mình có quá giải được những tâm xấu ác hay không? À, mình có chấp vào trong thân tướng nữa hay không? Rồi mình có tụng kinh không? Mình có niệm Phật không? Mình có ngồi thiền không? À, mình có nhịn người ta không? Mình có nói những lời ôn hòa ái ngữ không? Mình có đi đứng nằm ngồi nhẹ nhàng thanh thản không? Nếu có thì mình tu, và không có mình đâu có tu đâu. À, không có gì, đâu phải sâu chuỗi là tu đâu. À, không có gì. Cho nên nhớ, nhiều người ta lừa chính mình đó, ta mua chuỗi thiệt nhiều ta đeo vô. À, ta lừa chính mình, hoặc là ta tối ngày mặc đồ tu không. Mới hồi hôm qua này có cô Phật tử, cô theo cô năn nỉ thầy, là thầy ở thầy, thầy cạo tóc cho con về nhà con tu. Con cứ mơ ước được cạo tóc để con về nhà con tu. Hay là muốn cạo thì đi ra ngoài tiệm nó cạo cái có 50 ngàn nhiêu. À, thì ra cạo đi chứ gì đâu. À, quý vị, người ta cứ nghĩ là người ta cạo tóc người ta sẽ tu được. À, quý vị, người ta cứ nghĩ nó đơn giản vậy đó, ta cạo tóc ta sẽ tu được. Quý vị nghĩ coi, nếu người ta cạo tóc ta có tu được không? Mà người ta ham là người ta cạo tóc người ta mới tu được. À, quý vị, cạo tóc phải đi xuất gia mới cạo tóc, tự nhiên ở nhà kêu đi cạo tóc quay về nhà tu, đâu phải là cạo tóc mà tu được. Thực ra là Đức Phật ngài chế cho đệ tử Phật cạo tóc là để phân biệt được với người đời. Còn bây giờ mình là đời mà mình muốn cạo tóc để tu, nó không có đúng với giáo pháp của nhà Phật. Mà biết bao nhiêu người cứ năn nỉ thầy là giờ á, là cạo tóc cho người ta về nhà người ta tu. À, không có gì, nó không có đúng gì hết á. Là tại vì cạo tóc là người xuất gia người ta mới cạo, chứ mình đâu có xuất gia đâu. Mình ở nhà vậy cạo làm chi? À, không có gì, ở nhà vậy mình cạo làm chi? Còn ví dụ mình muốn cạo cho mát thì mình cứ cạo, đâu có sao đâu.
Cho nên cái người mà người ta họ thích gì đó, rồi họ cạo tóc, họ cạo tóc xong rồi sắm bộ đồ tu nó chứ, mặc đi ra ngoài đường, chạy xe nhá ga rồi ngoài đường á. Được quý vị. Tại vì họ nghĩ họ không phải là người tu, cho nên họ muốn nhóng ga sao họ nhóng. Cho nên vừa rồi á, có một cái chú nào đó cạo tóc, mặc cái đồ, mặc đồ ngắn, mặc đồ đi chùa á, ra ngoài đường nhóng ga, ngoài lạng lách ra ngoài. Ông nào cũng quay lên TikTok vậy, cái nói là mấy thầy giờ người ta thì thích gì, còn em thì thích tốc độ, để lên trên cái TikTok á, rồi người ta comment ở dưới. Đó đâu phải ông thầy người ta ra đường người ta mặc áo chàng đâu chứ, mặc áo đi đường chứ, còn này mặc áo ngắn mà, mặc nguyên cái bộ đồ như cư sĩ, chỉ có cạo tóc thôi. Mà vậy mà bình luận dưới là nói ông thầy không có gì, nẹt ra lách lên chậu nhõng bánh đâu nữa. Ông thầy nào mà nhõng bánh. Với hơn nữa ông thầy ra đường á, là mặc áo dài, ở đâu mà như vậy. Cho nên người ta thích á, là cạo tóc. Cạo tóc xong người ta mới thích mặc áo theo kiểu mấy ông thầy. Để làm chi? Để cho người đời họ tôn kính, để cho mọi người xung quanh nói mình tu. Cái đó tự mình lừa mình chưa? Quý vị, để người xung quanh nói mình tu. Thực ra mình tu mình biết, chứ phải mọi người xung quanh nói mình tu mình mới tu đâu. Quý vị, mình tu mới chính mình biết mình tu hay không là mình biết đó. Mình ngồi mình coi lại là biết liền à. Cấp này mình có tụng kinh không, có niệm Phật không, có hành thiền không? Cấp này mình có nhịn người ta không? Cấp này mình có giới không? Có giữ giới không? Cấp này á, là mình có kiềm chế được thân khẩu ý không? Cấp này mình có nhìn thấy được thân và tâm của mình trên thiền quán Vassana, trên thiền tứ niệm xứ không? Cấp này mình có niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật đến thanh tịnh tâm không? Hay là trì chú để tiêu diệt phiền não không? Hay là mình thả ga thả cửa, muốn làm gì làm, chỉ có một cái là mình có cầm sâu chuỗi thôi quý vị, thì mình mới biết mình có tu hay không liền chứ gì đâu, nhìn lại là mình biết liền quý vị. Cho nên một người mà họ nhìn lại, họ biết mình có tu tập hay không. Nếu người nào mà nhìn lại thấy mình có tu tập, mà tu tập tới cỡ nào nữa, lúc tu lúc không, lúc chớp lúc nhán, hay là tu thường xuyên, tu gọi là tu tinh tấn. Tu tinh tấn là tu thường xuyên á. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Tu tinh tấn là tu thường xuyên người ta tu tập. Nếu mình thấy gì bắt đầu mình mừng cho mình. Còn mà mình thấy mình tu kiểu ba chớp, ba nhán, lúc này, lúc khác, lúc thì quên tu, hát karaoke thì quên tu, coi phim thì quên tu, chơi điện tử thì quên tu, đi du lịch thì quên tu, cũng năm, cũng bảy nói chuyện quên tu, trà hà dư tủ hậu quên tu, vân vân. Thì lúc đó mình hãy chia buồn cho mình mà cố gắng sám hối mình tu tập. Không có gì. Còn thấy mình đó mà chưa có tu thì nên phát nguyện mình tu, mình nhìn thấy biết liền hả? Mình thấy cấp này trời ơi, cấp này mình công phu sao nó yếu dữ lắm mà nghe. Thứ nhất, công phu không có điều, lên bàn Phật, tụng kinh niệm Phật không có điều. Thứ hai, sao cấp này mình dễ nổi sân quá à. Thứ ba, cấp này sao mình tham dữ vậy ta. Thứ tư, cấp này sao mình khoái cái này khoái kia, khoái cái nọ quá trời luôn, cái gì mình cũng khoái chứ. Thứ sáu là mình thấy sao cấp này mình làm biến lại Phật quá à. Làm biến lần chuỗi, làm biến tu quá à. Bữa nào cũng coi phim múc chỉ rồi là không có lại Phật, có thấp nhang, nhìn thấy mình biết liền là biết cấp này mình trễ mãn rồi đó, cấp này mình ít tu rồi đó, cho nên ta chọc tới cái mình giận liền rồi đó, là mình ít có để ý tới thân khẩu ý của mình rồi đó, cho nên đó là mình xa cái oai nghi tế hạnh của thánh, mà mình gần cái tầm thường của thế gian. Cho nên đó là mình nhìn vô mình biết liền. Mình hãy gắng cố gắng mình nhìn về mình đi, soi về mình đi, rồi là mình sẽ thấy mình có tu hay không. Cho nên mình thấy mình không có tu là bắt đầu mình phát tâm lên mình tu. Phát tâm mình tu từ cái từ tu hình tướng bên ngoài. Lúc đó cạo tóc cũng được nữa, mặc đồ cũng được nữa, lúc đó mình phát cái lên đó. Nhưng mà phải cho tu với xứng đáng với cái cạo tóc đó. Cạo tóc đó ra hình ảnh của người tu thì phải tu cho dữ lên. Mặc đồ giống người tu thì phải tu cho dữ lên. Quý vị, vậy thì mới được. Cho nên những cái vị mà lại đây
lại chùa xin với thầy cạo tóc để về nhà nhìn như là người tu, để giữ hạnh người tu tu thì đồng ý. Nhưng mà mình vẫn ý thức được rằng không phải là mình là người xuất gia, nhưng mà mình muốn mang hình tướng người xuất gia để kìm cái tâm và cái thân mình giống như người xuất gia tu tập, thì mình đồng ý cho cái hạnh đó, có nghĩa là hạnh giao duyên. Tức là về nhà hạnh giao duyên, không phải là người xuất gia nhưng mà tu ở tại nhà. Mình học theo một cái người xuất gia ít nhất cũng hình tướng, có nghĩa là phải ăn, phải nói, phải đi, phải đứng, phải nằm, phải ngồi, công phu tu tập sáng trưa chiều ba thời răng rắc. Như vậy cái hình tướng vậy đó. Vậy thì cái hình tướng đó nó xứng đáng với cái mà mình tu tập, nó xứng đáng cái hình tướng đó. Vậy còn mà ví dụ như mình cạo tóc về rồi á, là cái hình tướng đó ăn mặc giống người xuất gia, nhưng ai đụng tới cái chửi sùm toàn là chửi tục chửi thề không, thì đâu có xứng đáng với hình tướng đó. Vậy cạo tóc về nhà tu làm gì? Quý vị để kiểu người đời đi tu được nhiêu được đi. Còn người nằm quyết chí quyết liệt không có duyên để xuất gia, nhưng mà bây giờ muốn cạo tóc mặc đồ tu giống người xuất gia để phấn đấu như là người xuất gia, để kiềm chế bản thân mình, kiềm chế tâm mình để mà tu tập, có gì thì cái đó là được, cái đó thầy ủng hộ cho là mình cố gắng mình tu tập. Nhưng mà quý vị nếu mình biết được vậy rồi á, không phải là mình nhìn cái người nào xuất gia hay là tại gia, nhìn người nào có tu hay không tu để mình chê người ta hoặc là mình soi mói người ta, mà mình biết đây chi, để né cái người không có tu, để gần cái người nào có tu, gần những người có tu để mình học hỏi, để mình tu tập, né những người không có tu để đừng cho văn miễn qua chúng mình, gọi là chánh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên đó mình học, mình hiểu cái người nào có tu và người nào không có tu, để mình tránh, mình né cái người ở ngoài. Và cái thứ hai nữa, mình biết mình có tu hay không có tu để mà mình phát tâm, mình sám hối mà mình tu. Chứ bây giờ mình tính mình tu mà cuối cùng mình không có tu cái là tiêu rồi sao. Cho nên mình thấy mình á không có tu thì cố gắng phát tâm để tu, chứ không phải là cái gì khác hết á. Mình nhìn, mình biết chính mình nè, thấy không có tu thì cố gắng phát nguyện, phát tâm mà tu tập. Còn thấy người ta mà không có tu thì hãy tránh xa đó ra. Quý vị tránh 16m50 bằng đá phạt đền, tránh ra. Còn cái người nào có tu á thì có thể gần gũi nếu mình muốn, còn không có không muốn thôi. Gần con người cũng dễ đau khổ lắm. Cho nên nếu muốn gần thì gần, đó là người có tu. Muốn gần gần để học hỏi, còn không muốn thôi cũng không sao. Cho nên mình biết để mà tránh né những người không có tu, gần gũi người có tu, và biết chính bản thân mình không có tu mình mới sám hối mình tu. Và nếu mình có tu thì hãy giữ cái mức độ đó và tăng trưởng lên thôi, nỗ lực lên, tăng trưởng lên cho nó gọi là cao hơn, cho nó miên mật hơn, cho nó tốt hơn thêm nữa. Như vậy quý vị mới xứng đáng là mình là người có tu tập. Thôi bữa nay mình nghỉ đây đi, bữa sau học tiếp. Thông qua kênh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nhắc quý vị luôn là chùa mình không lập Facebook hoặc là bán thuốc ở trên mạng. Đó là do người ta lợi dụng các video clip người ta lập trang Facebook để lừa đảo mọi người để trục lợi. Quý vị nào gặp những hoàn cảnh đó thì người ta liên hệ văn phòng chùa, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Rất là tri ân quý vị Phật tử hùng phước trùng tu xây dựng chùa và Phật điện. Chúng ta đang sửa chữa dựng phòng thuốc, quý vị cũng đang hùng phước để góp phần xây dựng phòng thuốc nam từ thiện để phục vụ cho bà con. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về
khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật